Ok, chào các bạn nha, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là siêu nhân cuồng phong đấy các bạn. Ok, và hôm nay thì mình cũng với lại những anh em của mình đang trở về nhà để xem thành quả cuối cùng của những người anh em cameraman các bạn ha. Thì ngày hôm qua thì chàng anh em cameraman Titan đó đã giải cứu tụi mình khỏi cái tụi SKPD rapper. Thì cũng tính bắt cóc ảnh luôn các bạn ha. Nhưng mà cũng là nhờ ảnh mà ảnh cũng đỡ bắt, mà tụi mình cũng được giải quay. Nhưng mà đồng minh của mình thì bị ảnh đánh chết hết luôn các bạn ơi. Lúc đó thì ảnh chưa biết đâu là bạn, đâu là đồng minh của mình các bạn ha, và đâu là kẻ thù nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả mọi cái công đoạn cuối cùng của cái thằng Cameraman Titan nó đã xong rồi. Và tụi mình đang ở đây để mua một ít đồ để về chuẩn bị gọi là làm một cái buổi ăn mừng để chào đón một người anh em Cameraman Titan mới các bạn ha. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì đặc biệt có sự xuất hiện của anh chàng Super siêu nhân thần kiếm nha các bạn. Với một đồ cực kỳ dài và đẹp như thế này. Đấy. Ngày hôm nay thì anh chàng siêu nhân mãnh thú của chúng ta đang bị vẹo xương sống vì hồi nãy giờ khiêng đồ tụi mình khiêng đồ giùm tụi mình quá nhiều các bạn ha. Đó, hơi bị chẹo xương sống xíu nha. Đó, tại chừng nó cứ quéo và hết lẫn nhau như thế này, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ các bạn. Vậy chứ ảnh vẫn đi bình thường, ảnh vẫn làm bình thường, không có vấn đề gì hết à. Các bạn coi ảnh nhảy lên xe rất rất là bình thường nè, chả vấn đề vì phải quan ngại cả. Ấy, ơi, nhảy lên không cần tay luôn các bạn thấy chưa. Nhảy lên không cần dùng tay luôn, không có vấn đề gì mà phải quan ngại hết các bạn ha. Rồi, ok. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi qua đây thôi ha các bạn ha. Đấy. Để xem thành quả cuối cùng của những người anh em cameraman khi mà hoàn tất thì nó sẽ như thế nào các bạn. Quay hồi nãy mình chạy mình lỡ đụng trúng một cái vòi cứu hỏa các bạn ha. Làm cho cái vòi bắn lên tung tóe hết trơn. Let's go, come on thôi các bạn ơi. Tại vì cái công việc của những người anh em cameraman đó thì tụi mình không có xía vào nha các bạn. Cho nên khi mà họ làm thì tụi mình sẽ đi đâu đó hoặc là làm gì đó. Khi mà họ làm xong thì tụi mình mới về thôi. Trời ơi, người anh em siêu nhân mãnh thú bị vẹo xương sống. Mặt thì hả, ngước thẳng lên trời luôn kìa các bạn. Dù là nó ngồi thẳng đâu được đâu, nó ngồi là phải ngồi vậy đó. Quẹo 180 độ luôn. Vãi được. Quay. Hồi nãy mình bị mất tay lái các bạn ạ. Hồi nãy mình bị mất tay lái là mình đông vô cái cột luôn. Thật là vãi lều. Không sao các bạn ơi. Mình đã có thể là control được rồi. Mình đã có thể điều khiển ở được rồi ha. Rồi, ok đây các bạn ha. Đây, người anh em boss cameraman Titan của tụi mình nè. Đấy. Quá là ok luôn các bạn ạ. Uầy. Trời ơi, nãy giờ mình mới phát hiện ra là những người anh em cameraman Titan đó đã được hoàn thiện. Đây là boss luôn rồi các bạn, chứ không phải là người anh em cameraman Titan mà ngày hôm qua tụi mình gặp nữa. Ôi ôi, có thêm hả hai cái camera đây nữa nè các bạn. Đây là hai cái dạng như camera máy máy phim hết các bạn ha. Đấy, bây giờ nó bự lên nhìn thì mới rõ hơn nè. Hôm qua nó nhỏ quá nhìn thì cũng chưa được rõ lắm các bạn ha. Trời ơi, cái khiên cũng được hả tạo nên quá chưa bự luôn rồi các bạn ơi. Quá đã luôn rồi. Boss cameraman Titan kiểu này á, đánh cái tụi á SKPD hoặc đánh tụi G-Man á phải là gọi là bá cháy luôn á các bạn, bá cháy bộ cháy chó luôn đấy, phải thật. Ôi đây là các bạn, công việc thì sắp đã hoàn thành 90% rồi các bạn ha. Đó, sau khi hoàn thành thì không biết người anh em boss
Cameraman Titan này như thế nào nữa. Quá đẹp các bạn ơi. Ôi ôi. Chỉ trong vòng có hả 2 3 ngày thôi mà những người anh em này hoàn thiện lên thành boss luôn các bạn ơi. Quá dữ. Đúng là những người anh em cameraman này quả thật là có tài các bạn ha. Xin lỗi người anh em, xin lỗi người anh em nha. Quay đầu quýnh mình luôn các bạn ạ. Ê, đừng có manh động nha. Còn anh em cameraman tí tin. Tôi lỡ đụng chúng thôi mà. Ở đâu rồi? Quên tới rồi, dí quýnh mình luôn kìa. Ây da, mình lỡ đụng chúng thôi mà. Trời ơi, ngày hôm nay á, có hả boss cameraman tí tin ở đây tụi nó manh động quá. Này, này. Anh em ngừng lại, đừng có bắn nữa. Anh em, toàn là bạn bè không mà, đừng có bắn anh em. Chết rồi, chết rồi. Có sao không người anh em cameraman? Ui. Hồi nãy dí mình dữ lắm, bây giờ thấy anh em móc súng ra cái bắt đầu bỏ chạy rồi các bạn. Thiệt là tưởng sao? Mình lỡ đụng chúng có một cái à. Ý ngày hôm nay là hả mới chế tạo ra bot hả cameraman Titan cho nên là mới hung dữ tới vậy á các bạn, chứ bình thường đâu dám làm như tụi mình. À, bot nè. Ủa? Bot đâu rồi? Hồi nãy mình đây mới thấy còn đứng ở đây mà. Ủa sao tự nhiên bot cameraman Titan đi đâu mất tiêu rồi? Anh em ơi, anh em có thấy bot cameraman Titan không anh em? Ôi mấy người ở bãi biển sao tôi chả trơn vậy? Nè. Sao mấy người này tự nhiên là bỏ chạy tán lại hết trơn vậy trời? Nè. Những người anh em bắt camera tình tình chạy đâu đi đường này vậy trời? Nói thật. Ui. Nhưng mà điều có làm tụi mình á lo ngại nhất là ủa sao tự nhiên cái bot camera tình tình nó đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Không thấy luôn á. À. Ui. Người anh em bot cameraman tư tình đang làm gì bên đó vậy? Nó đang bơi hả? Nó đang bơi các bạn ơi. Nó đang làm gì vậy? Ui, nó đang tấn công ai vậy các bạn? Ui, nó đang tấn công người đi bãi biển luôn á. Ây da, boss cameraman Titan nó biết trước rồi các bạn ơi. Ây da, có thể hồi nãy á là cái công việc hoàn thành nó boss cameraman Titan chưa xong á mà mấy thằng đồng đội của mình á đã bắn mấy cái thằng đang hoàn thiện các bạn ha, cho nên bây giờ á nó phát điên luôn rồi các bạn ơi. Chỗ nó làm cho mình sợ luôn á. Quân đội cũng bắt đầu hả tới rồi kìa các bạn ạ. À. Không ổn rồi. Ây da. Ở đây này. Ây da, trời ơi. Dồi chết hết những người anh em của mình luôn rồi các bạn ạ. Ôi ôi, boss cameraman tư tình quá ghê. Ôi ôi. Ôi nó đi đâu là hả phá hủy tới đó luôn kìa. Lửa cháy quá trời luôn. Ai da, đây là lỗi tụi mình rồi các bạn ơi. Do nãy mình đụng trúng thằng cameraman kia cho nên là bây giờ sự việc nó mới như thế này nè. Làm gió điên lên cái bây giờ tấn công hết tất cả mọi người luôn rồi các bạn ơi. Do là nó chưa hoàn thành xong 100% á. Chạy rồi các bạn ơi, như xuống nước là nó không hoạt động được hay sao ấy. Mình chạy thôi, ở đây có cano này. Ây da. Mình phải gọi cho người anh em đồng minh siêu to khổng lồ của mình tới đây để giúp đỡ thôi. Trời ơi, bởi cái cano luôn rồi. Không chạy được luôn. Ây da, hồi nãy trước lúc mà mình đi qua thì mình đã có nhắn tin cho những người anh em siêu to khổng lồ rồi các bạn. Trời, nó quăng mình xuống đây sao mình bơi lên trời.
Mình đang mắc kẹt luôn rồi. Trời ơi, mình nằm ở đâu như thế này? Rất là sâu luôn các bạn, coi nè. Trời ơi, nó quăng mình chắc xuống 18 tầng địa ngục luôn. Không thấy đường bơi lên luôn rồi các bạn ơi. Ây da, chắc kỳ này mình chết luôn rồi. Quá trời, xe quân đội cũng đang bị nó ném xuống đây luôn rồi nè. Không sao, lát anh chàng siêu tôi khổng lồ qua để trả thù cho mình ha. Bây giờ xe đang chìm xuống rồi, không biết mình vô xe được hay không nữa. Không được. Thôi bây giờ đành phải đợi rồi các bạn ơi, chứ không biết sao bây giờ luôn á. Ok, đây chính là anh chàng Gundam của chúng ta các bạn ha. Ngày hôm nay thì anh chàng Gundam của chúng ta đã được bên phòng thí nghiệm gọi là bảo dưỡng định kỳ các bạn. Do là lúc trước nó chiến đấu hơi nhiều á, cho nên là có một số bộ phận trong cơ thể nó bị hư và cần phải khắc phục lại. Thì mọi chuyện đã ok hết rồi các bạn ha. Bây giờ thì anh chàng Gundam này đã có thể là hoạt động trở lại bình thường rồi. Đấy, cho nên bây giờ là ngày hôm nay sẽ đi ra đây để giúp những người anh em siêu nhân đỏ bảo vệ thành phố và tấn công cái thằng Cameraman Titan này. Khi nó gặp mình nó bỏ chạy các bạn ơi. Lên đây mày. Ê, ở dưới nước rồi, máy móc mình không hoạt động được các bạn ơi. Lên đây. Nó lặn luôn rồi. Ở dưới nước rồi, máy móc của mình là nó hư hết các bạn ạ. Đây, mình đang đứng ở trên bờ để đợi cái thằng boss Cameraman Titan này bước lên này các bạn ơi. Mày nè, quỳ, mình to hơn nó các bạn à. Mình to hơn cái thằng boss Cameraman Titan này. Mày chưa lên đã gặp thở Gundam rồi. Tội nghiệp cho mày á, boss Cameraman Titan ơi. Chết đi nè. Tội nghiệp cho boss Cameraman Titan không thể nào bơi lên được các bạn ơi. Chết cha rồi, mình không bơi được luôn các bạn ạ. Ôi, máy móc mà xuống nước nguy hiểm quá. Ây da, trời ơi, nó lên thằng nào vậy? Ai, thằng này nó chơi mình các bạn ơi. Này, nó lên rồi nè. Nó đang bỏ chạy các bạn ơi, nó gặp Gundam rồi, như nó bỏ chạy luôn. Chắc là boss Cameraman Titan chưa bao giờ gặp Gundam cho nên là hơi bị ngợp các bạn ha. Ôi da, nhưng mà nó quýnh rất là ghê nha. Nè. Này thì boss Cameraman Titan này, hồi nãy là do một khoảng thời gian nó ở dưới nước khá lâu, mình được free shot các bạn ơi, mình đánh nó mà nó không có thể nào mà nó đáp trả lại mình được hết, cho nên là khi mà lên bờ gặp tụi mình nó ngợp các bạn ơi, nó không đánh lại luôn. Cũng may vô phần Gundam là có cái kiếm laser rất là mạnh như thế này nữa đấy, cho dù boss Cameraman Titan cuối khi nhưng mà cũng không đỡ nổi laser các bạn ha. Khi làm sao mà đỡ nổi hả cái kiếm hả laser được các bạn đấy. Gundam nó có lợi thế cho đó các bạn ha. Rồi ok các bạn. Và như vậy thì video của tụi mình đã là kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu là ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stobigaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.